Vậy đó hả? Good morning, little thiên nhật. Sáng nào cũng vậy. 6 giờ là em lại dậy rồi ha. 6 giờ là em lại dậy rồi ha. Và bây giờ mẹ sẽ giặt khăn, mẹ rửa mặt cho em. Mẹ cho em uống vitamin D. Đến 8 giờ 10 rồi đó.
đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn theo em. Bé ơi, ngủ đi trong tiếng ru hồi. Và trăng và sao cùng đi vào giấc mơ. Chúc Ridley của mình ngon nha.